Xin chào các bạn nhé. Đây, hôm nay mới gặt lúa đây, chim ra ăn. Lúa mới gặt ngoài đường. Bao nhiêu lúa tha hồ ăn này? 2, 4, 5 con. 6 con. Chim ăn lúa mới. Chim bồ câu ăn lúa mới. Vừa mới gặt ở ruộng nào. 7 con. Đây, 7 con này đang ăn bữa sáng. Chim bồ câu ăn sáng. Bây giờ là 6 giờ. Chúng nó đang ăn sáng. Tha hồ ăn nha. Hôm nay mình đi chăn bồ câu. Một phát là mất hút. Một phát là bay. Đấy, nhà lúa. Bao nhiêu lúa?